cuộc thi Phụ sản Hà Nội Voice, lời hát từ trái tim Blue Trắng, nhằm tìm kiếm tài năng âm nhạc truyền cảm hứng trong Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Hãy cùng xem lại màn biểu diễn ấn tượng của các thí sinh trong vòng sơ khảo. Số báo danh 01, thí sinh Trần Quang Nguyên qua kiểm soát nhiễm khuẩn. Hãy bình chọn cho giải thí sinh yêu thích nhất bằng cách like, share video biểu diễn của các thí sinh. Thời gian bình chọn từ 17 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2023 đến hết 17 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2023. Bên cạnh đó, link bình chọn giải phong cách ấn tượng nhất sẽ được mở vào lúc 17 giờ đêm chung kết. Đón xem chung kết cuộc thi Phụ sản Hà Nội Voice được livestream trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube chính thức của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.